Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bếp Nhà. Hôm nay Bếp Nhà sẽ vào bếp làm món xá xíu trứ danh của người Hoa. Đặc biệt, Bếp Nhà sẽ biến tấu món xá xíu quen thuộc này bằng cách thêm phần trứng muối vào bên trong, cũng như chia sẻ đến các bạn cách ướp xá xíu đậm đà từ dao đỏ mới lạ. Chắc chắn gia đình bạn ai ai cũng mê món này cho mà xem. Bây giờ, mời các bạn cùng vào bếp nha! Để làm món này, các bạn có thể chọn thịt đùi hoặc nạc dăm đều được nha. Ưu tiên chọn các miếng thịt có chiều dài tương đối một chút xíu để mình nhồi trứng muối vào trong cho dễ. Các bạn nhớ lọc sơ phần gân để xá xíu sau khi chín sẽ không bị dai. Tiếp theo, mình dùng dao khoét một đường theo chiều dài miếng thịt như thế này để nhồi trứng muối vào trong nha. Với phần trứng muối, mình chỉ lấy phần lòng đỏ, còn phần lòng trắng các bạn có thể ứng dụng vào các món khác. Lòng đỏ trứng muối sau khi được tách ra, các bạn nhúng và rửa qua chút rượu trắng hoặc là rượu mai quế lộ để khi chín lòng đỏ sẽ tươi màu hơn và không bị nặng mùi. Với 1 kg thịt thì mình dùng khoảng 10 trứng muối là đủ. Khi cho hết phần trứng muối vào trong miếng thịt, mình dùng tăm ghim miếng thịt lại để khi nấu trứng muối sẽ không bị chảy ra ngoài nha các bạn. Một điều đặc biệt cho món xá xíu truyền thống đó chính là phần gia vị ướp thường sẽ nhiều và cầu kỳ, nên các bạn lưu ý ở bước này nha. Đầu tiên, mình cho 2 muỗng đường, 1 muỗng hạt nêm, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê tiêu xay. Tiếp đến là 4 viên chao đỏ kèm với chút nước ngâm chao để tăng gia vị mùi xá xíu. Các bạn dùng muỗng tán đều cho chao được tan mịn. Tiếp tục thêm vào 1/3 chén nước tương, 1 gói ngũ vị hương, cùng 1 chén nhỏ dầu ăn và 2 muỗng dầu hào. Dầu ăn và dầu hào sẽ giúp thịt mau thấm và mềm hơn khi nấu đó các bạn. Mình khuấy cho các gia vị trộn lẫn vào nhau, rồi dùng tay lấy phần sốt chà nhẹ nhàng lên miếng thịt. Nếu có thời gian, các bạn ướp thịt từ 1 cho đến 2 tiếng để được thấm sâu hơn nữa. Tiếp đến, mình sơ chế hành tỏi. Ngoài việc giúp tăng hương vị, tỏi và hành còn giúp giảm bớt mùi đặc trưng của thịt heo nữa. Các bạn phi thơm phần hành tỏi với 2 muỗng dầu ăn, rồi xếp các miếng thịt vào áp chảo cho xe lại. Mình giữ lửa trung bình để thịt không bị khét nha. Khi thịt đã săn lại và lên mùi thơm nhẹ, thì các bạn cho nước dừa tươi vào, sau cho phần nước dừa ngập 1/2 miếng thịt là vừa. Đậy nắp và nấu lửa trung bình trong 15 phút để thịt vừa chín tới chứ không bị khô. Trong lúc nấu, mình nhớ trở thịt và múc phần nước sốt rưới lên cho nước sốt thấm đều vào phần thịt hơn nữa. Các bạn xem nè, phần nước sốt đã sệt, miếng thịt lên màu rất hấp dẫn và thơm nữa đó các bạn. Giờ mình gắp thịt ra dĩa, đợi thịt nguội rồi mình mới đem đi cắt lát vừa ăn. Xá xíu nguội sẽ ôm chặt phần trứng muối bên trong, nên khi cắt ra cũng sẽ đều và đẹp như vậy nè các bạn. Xá xíu trứng muối mình có thể kết hợp được với rất nhiều món ăn rất là ngon miệng, đặc biệt khi ăn kèm với hủ tiếu khô hay mì trộn là tuyệt vời luôn đó các bạn. Sợi hủ tiếu và giá, hẹ các bạn trụng sơ cho mềm, rồi trộn cùng phần nước sốt của xá xíu và thêm chút dầu tỏi phi cho thơm. Mình trộn đều rồi thêm các lát xá xíu trứng muối lên trên là dùng ngay được rồi.
Cảm ơn các bạn đã xem hết video xá xíu trứng muối. Nếu thấy video này hữu ích thì các bạn nhớ đăng ký theo dõi kênh Bếp Nhà để nhận được nhiều thông báo vào xem video sớm nhất nha. Bếp Nhà xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.